Nghịch tử tấn công cha gây xương cướp tiền Hà Nội di rời trong đêm 160 người dân khỏi nhà tập thể cũ để tránh bao xa ghi Siêu bao xa ghi mạnh nhất 30 năm qua Xét xử vắng mặt hơn 35.800 bị hại trong vụ án Trung Mỹ Lan người phụ nữ ngồi trên nắp capo ô tô chạy trên đường ở Bình Dương. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube Việt Nam Plus. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin. Còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 7 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia kiểm tra tình hình bão số 3. Theo dự báo, trung tâm bão sẽ đi qua khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, phó thủ tướng chỉ đạo cục cứu hộ cứu nạn thông báo việc thành lập ngay ban chỉ đạo chống bão tại các địa phương và họp để chỉ huy hành động được biết ở thời điểm kiểm tra khu vực đảo bạch long vĩ không có tín hiệu kết nối với trung tâm dự báo khí tượng thủy văn do thời tiết xấu phó thủ tướng đã chỉ đạo cục trưởng cục cứu hộ cứu nạn doãn thái đức gọi điện ngay cho lực lượng quân đội trên đảo đề nghị kết nối với trạm khí tượng thủy văn để nắm bắt tình hình tại trung tâm phó thủ tướng đã trực tiếp cập nhật tình hình bão tại đảo bạch long vĩ huyện đảo cô tô quảng ninh động viên cán bộ tại các đài khí tượng địa phương. Theo báo cáo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên Môi trường, cơn bão số 3 hình thành trên vùng biển phía đông Philippines và đi vào biển đông từ sáng ngày 2 tháng 9, nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão cấp 16. Bão số 3 được nhận định là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua ở biển đông. Hiện tại, bão đã vào gần sát bờ biển Bắc Bộ và vẫn đang duy trì bão mạnh cấp 14, từ 150 đến 166 km h giật giờ cấp 17. Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng cục Khí tượng Thủy văn thông tin chính xác và đánh giá tình hình hiện nay khi cơn bão đổ bộ. Dự báo thời điểm tác động trực tiếp đến các vùng ven biển và đất liền từ 11 giờ đến 17 giờ ngày 7 tháng 9. Đưa ra các khuyến cáo dự báo tình huống cụ thể ở các địa phương và vùng đất liền. Từ đó đưa ra phương hướng xử lý khẩn trương kịp thời. Đồng thời đề nghị Tổng cục Khí tượng Thủy văn theo dõi sát sao công tác dự báo, mức độ vượt lên so với dự báo để thông tin chính xác, nhất là từng thời điểm khi hoàn lưu bão vào, bão đổ bộ, hoàn lưu sau bão để phục vụ công tác chỉ đạo kịp thời và để người dân chủ động phòng tránh. Để cập nhật những thông tin mới nhất về bão số 3 cho người dân chủ động phòng tránh, các dự báo viên Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phải làm việc miệt mài, nghiêm túc, không ngừng nghỉ. Tại đây, đã có một nơi gọi là căn phòng không bao giờ tắt điện, là nơi các dự báo viên căng mình vừa theo sát diễn biến bão, vừa nắm thông tin quan trắc từ các trạm trên đất liền và theo dõi các thông tin khác cảnh báo về mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại những khu vực bị ảnh hưởng. Hiện tại, trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cứ mỗi tiếng lại có một bản tin nhanh cập nhật diễn biến mới nhất của bão số 3 và cứ 3 tiếng lại có tin khẩn. Ngoài thu thập số liệu từ các trạm thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các dự báo viên thường xuyên theo dõi thông tin cập nhật từ các trung tâm dự báo quốc tế, ảnh vệ tinh để có những nhận định thông báo chính xác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19 giờ ngày 6 tháng 9, siêu bão Zagi, hay còn gọi là bão số 3, ở vị trí 20,1 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 360 km. Bão Zagi đã giảm một cấp, cấp 15, giật cấp 17 sau khi đổ bộ vào đảo Hải Nam Trung Quốc. Như vậy, bão Zagi đã giữ cấp độ siêu bão trong một ngày trên Biển Đông. Các chuyên gia đánh giá là siêu bão mạnh nhất trong 30 năm qua. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Zagi là siêu bão hiếm thấy. Các siêu bão trước đây chủ yếu hình thành ở vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, sau đó đi vào Biển Đông và thường giảm cường độ, rất hiếm khi có bão thành siêu bão ngay trên Biển Đông. Theo thống kê, chưa có cơn bão nào ở Biển Đông mà mạnh lên thành cấp siêu bão, cấp 16. Chỉ có hai cơn đi từ Tây Bắc Thái Bình Dương vào khu vực Biển Đông đạt cấp siêu bão, nhưng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta là bão Rai, cơn bão số 9 vào tháng 12 năm 2021, đạt cấp 16 trên Biển Đông hướng vào miền Trung sau khi vòng lên và tan dần trên Biển Đông. Bão Sao La, cơn bão số 3 năm 2023, đạt cấp 16 trên Biển Đông, đi vào Nam Trung Quốc và tan dần. Siêu bão Zagi mạnh lên rất nhanh, từ thời điểm vào Biển Đông ngày 2 tháng 9, cấp 8, đến hơn 2 ngày sau đã mạnh thêm tới 8 cấp, đạt cấp siêu bão vào ngày 5 tháng 9. Đặc biệt, thời gian duy trì cường độ cấp 16 hơn một ngày. Đây là một thời gian rất dài với một siêu bão trên Biển Đông. Đây là siêu bão có cường độ mạnh nhất hoạt động trên Biển Đông khoảng 30 năm trở lại đây. Vị chuyên gia đưa ra lời khuyên khi bão chưa vào, mọi người cần thực hiện nghiêm hướng dẫn của chính quyền địa phương, chẳng chống nhà cửa, nhà xưởng, thiết bị, cây xanh, neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn, sơ tán người dân khỏi các nhà canh nuôi trồng thủy hải sản. Người dân ở các tỉnh ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình là những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão Gia Ghi, tuyệt đối không cố ra ngoài lúc mưa to gió lớn khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Đối với các tỉnh thành phố vùng núi, trung du Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, là những nơi đối mặt với nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét, xa lở đất, đặc biệt là nhà ở, các công trình, nhà tạm, nhà cạnh các khai trường, hạ lưu hồ chứa. Phải tổ chức di rời ngay người dân và tài sản khi thấy không đảm bảo an toàn. Kiên quyết di rời người dân đến nơi đảm bảo an toàn. Sau khi bão qua, nguy cơ lũ quét, xa lở đất vẫn còn nên cần hết sức đề phòng. Để đảm bảo an toàn trước khi siêu bão Zagi, bão số 3 đổ bộ, đêm ngày 6 tháng 9, 160 người dân sống tại trung cư nguy hiểm cấp C trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được di rời đến nơi an toàn. Các nhu yếu phẩm cần thiết, đồ ăn nhanh cũng được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phục vụ các hộ gia đình. Vào khoảng 20 giờ tối ngày 6 tháng 9, khoảng 160 người dân sống tại nhà tập thể A7 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, được lực lượng chức năng vận động đến điểm an toàn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng khi cơn bão số 3, bão Zaki, đổ bộ vào đất liền. Được biết, khu tập thể A7 Tân Mai cao 5 tầng, được xây dựng cách đây hàng chục năm, này đã xuống cấp nghiêm trọng, thuộc nhóm nguy hiểm cấp độ C. Tòa nhà có 48 hộ với 160 nhân khẩu, đa số đã chuyển sang ở nhờ nhà người thân để tránh bão. Số còn lại là những người yếu thế, người già, người có hoàn cảnh khó khăn, được di rời đến trường tiểu học Tân Mai cách đó 300 mét trước khi bão đổ bộ vào Việt Nam. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai cho biết, chính quyền địa phương đã bố trí đủ chỗ ở cho người dân từ tập thể A7 chuyển sang trường tiểu học Tân Mai bao gồm 10 phòng học, giường ngủ được ghép lại từ các bàn học của học sinh. Tổ hậu cần của phường túc trực tại điểm trường, bố trí nơi ăn ở cho người dân trong những ngày tránh bão. Các nhu yếu phẩm cần thiết, đồ ăn nhanh được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phục vụ các hộ gia đình. Trước đó, để chủ động phòng ngừa thiệt hại về người và của do cơn bão số 3, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có điện yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Trong đó, có yêu cầu các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án kịp thời và cương quyết đưa những hộ dân đang cư trú ở những khu nhà trung cư xuống cấp, trung cư cao tầng, nhà ở nguy hiểm, nhà riêng lẻ, có nguy cơ sụp đổ, đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường, xã, trường học kiên cố, an toàn, trước khi siêu bão ra ghi đổ bộ vào đất liền. Thưa quý vị, mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiệp, 39 tuổi, Chú xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn về tội cướp tài sản. Được biết, sau khi uống rượu, hiệp đã chửi bới, dùng dao bầu tấn công, yêu cầu bố ruột đưa 7 triệu đồng để mua xe máy. Cụ thể khoảng 23 giờ ngày 30 tháng 8, sau khi uống rượu về, hiệp điều khiển xe máy đến nhà bố ruột là ông NVT, 67 tuổi, trú cùng địa chỉ. Tại đây, hiệp chửi bới và dùng hung khí tấn công nhiều lần vào khuỷu tay trái của bố, yêu cầu đưa 7 triệu đồng để mua xe máy, đập phá nhiều đồ đạc trong nhà. Sau đó Hiệp còn kê lưỡi dao vào cổ, lấy điện thoại gọi video qua ứng dụng cho một người thân nhằm ép bố phải đưa tiền. Sợ bị tấn công tiếp, ông Tê đưa cho Hiệp 5 triệu đồng. Hiệp yêu cầu đưa thêm 2 triệu đồng, nhưng người bố nói không có rồi đi vào giường nằm. Trước khi ra về, Hiệp vào nhà chửi bới, giật đất dây màn và đá đổ cây quạt tại giường bố. Thấy vậy, ông Tê nói để ngày mai đi mượn thêm tiền. Hiệp đồng ý rồi điều khiển xe máy đi uống rượu tiếp. Lo sợ đứa con hư hỏng quay lại, ông Tê đi ra ruộng ngô ngoài đồng trước nhà nằm trốn đến sáng. Theo công an, nạn nhân bị tấn công, gãy xương dưới cánh tay trái. Số tiền chiếm đoạt được, hiệp tiêu xài hết 800.000 đồng, số còn lại đã giao nộp cho cơ quan điều tra. Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Mới đây, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo sẽ xét xử vắng mặt 35.824 bị hại là các nhà đầu tư mua trái phiếu của tập đoàn. Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị xét xử với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Quyết định đưa vụ án ra xét xử và các phụ lục danh sách các bị hại, danh sách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án kèm theo quyết định đưa vụ án ra xét xử được tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đăng công khai trên trang thông tin điện tử. Tòa án đề nghị 35.824 người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo dõi thông tin về ngày giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên trang thông tin điện tử của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt bị hại, đương sự theo quy định tại điều 62, điều 65 và điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo quyền lợi ích của các bị hại, đương sự theo đúng quy định của pháp luật. Việc xét xử vắng mặt các bị hại, đương sự không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và không ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của các bị hại, đương sự. Đối với các cá nhân sở hữu trái phiếu, nhưng không thuộc 6 mã trái phiếu sau. QT2018-1201, ADC201809, adc 20180901, ADC201901, SETH2025, 2018, ADC 2018, ADC SET H 2025, 2018 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny World, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Secha phát hành thì không nằm trong phạm vi xét xử đối với vụ án này. Theo cao trạng, tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập từ năm 1992. Bà Lan nắm giữ 60% cổ phần và là chủ tịch hội đồng quản trị từ khi thành lập đến nay. Qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ, bà Lan nắm giữ phần lớn cổ phần tại ngân hàng SCB và công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt. Qua đó, thao túng, chỉ đạo, điều hành và chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này. Từ năm 2018 đến năm 2020, Bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Chứng khoán TVSI và Hồ Biểu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Secha phát hành 25 mã trái phiếu khống. Tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, đã được huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Số tiền này được bà Lan sử dụng vào nhiều mục đích không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Về hành vi rửa tiền, bà Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng thông qua thăm ô tài sản và phát hành trái phiếu. Đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng nêu rõ, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ một số đoạn clip chia sẻ ảnh một người phụ nữ ngồi trên nắp capo ô tô. Đáng nói, chiếc xe vẫn di chuyển qua nhiều tuyến đường ở Bình Dương khiến người đi đường bất ngờ. Theo nội dung clip, người phụ nữ trung niên đội mũ bảo hiểm đứng trước đầu ô tô biển số thành phố Hồ Chí Minh nói chuyện qua lại với một người đàn ông. Ngay sau đó, người phụ nữ bất ngờ leo lên nắp capo. Tài xế thấy vậy cũng lên xe điều khiển xe chạy trên đường cùng dòng xe đang lưu thông. Chứng kiến sự việc, người đi đường đã quay lại clip chia sẻ lên mạng xã hội. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ tối ngày 6 tháng 9 trên đường Lê Thị Trung thuộc phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sau khi người phụ nữ leo lên capo, tài xế tiếp tục lái xe chạy hết đường Lê Thị Trung rồi rẽ vào đường Huỳnh Văn Lũy. Khi đến một con hẻm của đường Huỳnh Văn Lũy, tài xế chạy vào trong rồi dừng lại để vào nhà. Tại đây, giữa hai người có lời qua tiếng lại với nhau. Nội dung câu chuyện đề cập đến mâu thuẫn tình cảm. Sự việc trên khiến nhiều người đi đường hù vía. Dù có người ngồi trên capo, nhưng chiếc xe vẫn vô tư chạy trên các tuyến đường đông đúc bất chấp nguy hiểm. Sau khi tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố thủ dầu một đã sang minh làm rõ vụ việc. Theo sang minh ban đầu, giữa tài xế và người phụ nữ có mối quan hệ quen biết từ trước, có thể do mâu thuẫn cá nhân với nhau nên dẫn đến vụ việc như trên. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định. Mới đây, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố thi hành lệnh bắt tạm giam 5 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ xã Nam Điền do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai tại Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cụ thể, 5 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Xuân Tuyến, sinh năm 1975, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền, Nguyễn Xuân Kiên, sinh năm 1983, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền, Hoàng Thành Triệu, sinh năm 1958, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Điền. Vũ Mạnh Hùng, sinh năm 1980, công chức kế toán tài chính thị trấn Dạng Đông, nguyên cán bộ hợp đồng và công chức kế toán tài chính xã Nam Điền. Trịnh Văn Nam, sinh năm 1969, công chức địa chính xã Nghĩa Hải, nguyên công chức địa chính xã Nam Điền. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2011 đến năm 2023, năm cán bộ trên đã làm trái công vụ, thực hiện ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng trong việc tổ chức ký hợp đồng chỉ định thầu cho thuê đất hủy kết quả đấu thầu, cho phép sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất nuôi trồng thủy sản trái phép tại khu vực Cồn Xanh thuộc địa bàn tạm giao quyền quản lý hành chính xã Nam Điền. Trước đó, Nguyễn Xuân Tuyến chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về việc ký hợp đồng thuê đất Cồn Xanh đối với các trường hợp chỉ định thầu áp giá sản nuôi thực nghiệm cho thuê đất, cho phép các hộ dân sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định pháp luật. Nguyễn Xuân Kiên được giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ chuyên trách giúp việc trong quản lý bãi chiều. Người này chỉ đạo các thành viên trong tổ và trực tiếp ký các thông báo thu tiền thuê đất hàng năm và đôn đốc thu nộp tiền thuê đất. Trong đó có những hộ được chỉ định thầu áp giá sản nuôi thực nghiệm, ký xác nhận chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định pháp luật. Từ năm 2010 đến năm 2015, khi ông Hoàng Thành Triệu là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Điền đã trực tiếp ký các tờ trình của Ủy ban nhân dân xã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện hủy kết quả đấu giá đối với các hộ không nộp tiền, không ký hợp đồng, đồng thời phê duyệt áp giá sản nuôi thực nghiệm cho các hộ khác, cho phép các hộ dân sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định pháp luật. Ông Vũ Mạnh Hùng khi còn là cán bộ hợp đồng và công chức tài chính kế toán xã Nam Điền đã trực tiếp tham mưu soạn hợp đồng cho thuê đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê đất, thu tiền thuê đất của các hộ dân, lập danh sách người thuê đất, kế hoạch thu tiền để theo dõi quản lý, tham mưu và ký xác nhận cho phép các hộ dân sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định pháp luật trước tình hình mưa bão có diễn biến phức tạp và khó lường thực hiện công điện số 87 của thủ tướng chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật đã lùi thời gian tổ chức theo đó chiều tối ngày 6 tháng 9 cục nghệ thuật biểu diễn đã công bố lùi thời gian tổ chức liên hoan ca mối nhạc toàn quốc 2024 đợt 1 theo đó lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 11 tháng 9 và kéo dài đến ngày 20 tháng 9 tại nhà hát nghệ thuật tỉnh vĩnh phúc Trước đó, thông tin về liên hoan ca mối nhạc toàn quốc 2024 đợt 1, cục nghệ thuật biểu diễn cho biết, liên hoan sẽ diễn ra từ ngày mùng 7 đến ngày 16 tháng 9 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Cũng trong ngày mùng 6 tháng 9, ban tổ chức liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam thông báo, do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024, đại diện hiệp hội các viện văn hóa và các đại sứ quán châu Âu, hãng phim tài liệu và khoa học trung ương thống nhất hoãn liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 14 tại Hà Nội. Ban tổ chức liên hoan cho biết sự kiện này sẽ được tổ chức vào thời gian phù hợp. Theo kế hoạch lúc đầu, liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 14 năm 2024 diễn ra đồng thời tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 6 đến ngày 14 tháng 9. Sự kiện mở cửa miễn phí phục vụ công chúng yêu điện ảnh. Chiều cùng ngày, ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cũng thông báo tạm lùi thời gian khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa Tết Trung thu truyền thống năm 2024 cho đến khi hết mưa bão. Đây là chuỗi văn hóa đặc sắc trên hệ thống di tích phố cổ Hà Nội sự kiến diễn ra từ ngày 6 tháng 9. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!